Thưa quý vị, tại Việt Nam, hầu hết các trường tiểu học ban đầu được xây dựng với mục đích phục vụ cho giáo dục học sinh và mở rộng thêm phần phục vụ bữa ăn bán trú. Điều này đã khiến nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng thực đơn vừa đa dạng phong phú, vừa phù hợp với lứa tuổi học sinh. Từ những thực tế trên, với dự án bữa ăn học đường hỗ trợ miễn phí cho các trường tiểu học bán trú, mục tiêu là thực hiện trách nhiệm đóng góp cho giáo dục, nuôi dưỡng và đào tạo thế hệ tương lai của đất nước bằng các hoạt động cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe, góp phần nâng cao tầm vóc và trí tuệ của học sinh tiểu học trên cả nước. Tại các nước phát triển, bữa ăn học đường đã được tiêu chuẩn hóa rất cụ thể. Trong khi đó tại Việt Nam, hầu hết các trường tiểu học còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các bữa ăn bán trú tại trường. Các chế độ ăn không được đồng đều, chất thừa, chất thiếu. Tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em ngày càng gia tăng, đặc biệt ở các đô thị và tỷ lệ thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng diễn ra ở các tỉnh miền núi xa xôi, gây ra nhiều hạn chế trong sự phát triển về thể chất và trí tuệ ở trẻ. Đối với học sinh tiểu học ấy, thì cái dinh dưỡng ấy, truyền thống như ngày xưa đấy là ở gia đình ấy, chỉ có hai món, món ăn mặn và món canh và cơm. Thế còn đến học đường bây giờ thì cái dinh dưỡng nếu như chỉ có thế thì không đủ. Công ty Ajinomoto Việt Nam đã nghiên cứu và khởi xướng dự án bữa ăn học đường. Từ năm 2012 đến 2016, đơn vị này đã đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế triển khai thí điểm dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng là một trong những ngôi trường đầu tiên sử dụng phần mềm bữa ăn học đường. Với 60 lớp, 2.300 học sinh và tỷ lệ học sinh ăn bán trú là 94%, thì việc tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng, hấp dẫn và phù hợp với điều kiện kinh tế là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, sau hơn một năm áp dụng phần mềm bữa ăn học đường, những khó khăn đó chỉ còn là câu chuyện của quá khứ. Phần mềm được cung cấp miễn phí trên website của dự án tại địa chỉ buaanhocduong.com.vn. Ngân hàng 120 thực đơn với 360 món ăn không lặp lại trong 8 tuần. Với các em, mỗi bữa ăn thực sự đem lại niềm vui và sự hứng khởi, bởi chúng không chỉ hấp dẫn mà còn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho sự phát triển. Ngày hôm nay bữa cơm của con gồm có một sốt vang, canh rau ngót nấu với tôm, mà bí xanh nấu với ngô non và gà. Món cuối cùng là món trái cây tráng miệng ạ. So với những bữa cơm ở nhà, con thích bữa cơm ở trường hơn. Trước Hải Phòng, phần mềm và dự án đã được triển khai trên 350 trường tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Kết quả khảo sát cho thấy 97% học sinh đã ăn đa dạng thực phẩm và 59% học sinh ăn nhiều rau xanh hơn. Với những ý nghĩa thiết thực cùng kết quả thành công bước đầu đó, công ty Ajinomoto Việt Nam đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế nhân rộng dự án thông qua công cụ phần mềm, phát triển dự án ra quy mô toàn quốc. Bữa ăn học đường gồm những nội dung chính: phát hành bộ thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đa dạng và ngon miệng, sử dụng nguyên liệu phổ biến, dễ mua tại địa phương, kỹ thuật chế biến không quá phức tạp, cung cấp bộ minh họa và áp phích 3 phút thay đổi nhận thức, giúp học sinh hình thành sự yêu thích đối với thực phẩm, từ đó tạo ra thói quen ăn uống lành mạnh. Mỗi trường học sẽ có một tài khoản trên website miễn phí. Với mỗi thực đơn sẽ đo được lượng dinh dưỡng, lượng chi phí cho một học sinh và toàn bộ bữa ăn của cả trường. Cứ đầu tuần là các con tranh nhau đứng xem cái bảng thực đơn của nhà trường xem tuần này mình ăn món gì. Đấy, và rất là hào hứng đối với bữa ăn của từng ngày. Và cái thể trạng của các con nó cũng có một cái sự thay đổi và cảm nhận được cái sự hài lòng của phụ huynh học sinh khi mà đưa con đến học ở trường. Nghiên cứu cái phần mềm, đánh giá phần mềm cũng thấy bước đầu triển khai có những cái kết quả tốt đẹp. Đấy, thế thì Bộ Giáo dục Đào tạo cùng với Bộ Y tế đấy, đã tổ chức là tiến hành thẩm định cái phần mềm này. Đấy, thì qua một cái quyết định phê duyệt phần mềm đấy, của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thế sau khi quyết định phê duyệt rồi thì hai bộ cũng tổ chức hội nghị triển khai phần mềm. Đấy, cùng với công ty Ajinomoto Việt Nam thì đồng hành trong việc triển khai này. Tháng 12 vừa qua, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn xây dựng căn bếp mẫu tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam
ký kết trao số tiền 74.294 đô la Mỹ, tức là khoảng 1.700.000.000 đồng từ chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của chính phủ Nhật Bản cho đơn vị nhận tài trợ là trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh chính phủ Nhật Bản, công ty Ajinomoto Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng đóng góp kinh phí nâng mức tài trợ lên gần 2.300.000.000 đồng. Công ty Ajinomoto Việt Nam đã có ở Việt Nam hơn 25 năm qua. Cho đến nay, các sản phẩm chất lượng cao của công ty được hầu hết người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng và ủng hộ. Do vậy, việc khởi xướng và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia triển khai dự án bữa ăn học đường tại các trường tiểu học trên toàn quốc là một trong những đóng góp của công ty thông qua hoạt động kinh doanh của mình nhằm góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em tại Việt Nam. Ajinomoto Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực và đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế để triển khai dự án bữa ăn học đường đến tất cả các trường còn lại trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Tính đến tháng 10 năm 2017, đã có 2.236 trường tiểu học bán trú trên toàn quốc đã và đang áp dụng phần mềm trong công tác chuẩn bị thực đơn. Dự án bữa ăn học đường là một chương trình mới và rất có ý nghĩa cho xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề của ngành giáo dục trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú hiện nay. Thưa quý vị, phần mềm thuộc dự án bữa ăn học đường sẽ được triển khai thực hiện trong những trường tiểu học bán trú trên 63 tỉnh thành, giúp cung cấp và xây dựng những thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đa dạng, ngon miệng và hỗ trợ công tác quản lý bữa ăn bán trú. Phần mềm được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Hy vọng chương trình sẽ góp phần cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe, nâng cao tầm vóc và trí tuệ cho học sinh tiểu học. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.